Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi WinZen của chúng ta. Khi mà chúng ta jailbreak bằng WinZen đấy thì nó bị cái lỗi là USBDK driver failed to note and the issue can only be resolved by restarting. Tức là cái lỗi này xảy ra khi mà cái driver USBDK nó không thể load được này. Và các bạn có thể là khắc phục bằng cách là chúng ta sẽ khởi động lại. Đó, chúng ta sẽ tắt đi bật lại. Nhưng mà mình cũng đã thử rồi nhưng vẫn không được nhá. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khắc phục cái lỗi này. Có 3 cách để chúng ta có thể khắc phục được nhá. Đây các bạn để ý, cái lỗi của nó có thể là dừng ở cái đoạn là play note running, hoặc là cái đoạn là checking, hoặc có thể là dừng ở cái chỗ là booting nhá. Nhưng mà nó đều hiện lên cái lỗi là như này. Đó, dòng chữ màu đỏ như này nhá. Thì mình sẽ khắc phục bằng 3 cách. Cách thứ nhất là mình sẽ cài đặt lại driver nhá. Thì các bạn sẽ gỡ driver USBDK đi trước. Mình sẽ tắt, tạm thời tắt đi này. iPhone của chúng ta vẫn đang ở trong chế độ DFU nhá. Các bạn có thể là thoát ra bằng cái cách tùy theo từng iPhone nhá. Đây của mình là iPhone 8 thì mình sẽ bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng, bấm giữ nguồn nhá. Khi hiện nào hiện lên logo thì mình sẽ nhả ngón tay ra. Đó, mình phải thoát khỏi chế độ DFU này. Đó, logo hiện lên, các bạn nhả tất cả ngón tay ra. Rồi là mình sẽ tắt cái ứng dụng này đi. Sau đó là mình sẽ cài đặt lại driver USBDK nhé. Đây mình sẽ, các bạn sẽ chuột phải vào cái lá cờ này, chọn vào app and feature này. Tùy theo từng các bạn đang chạy Windows gì để chúng ta gỡ đi cho phù hợp nhé. Rồi các bạn sẽ gõ vào đây cho mình cái từ khóa là USB nhé. Đó, thì đây chính là cái driver USBDK này, các bạn sẽ gỡ đi cho mình. Rồi, sau đó là các bạn sẽ cài lại cái driver USBDK này nhé. Đây, USBDK đây. Đây, các bạn để ý ở đây nó hiện lên một cái lỗi là có cái vấn đề với cái gói cài đặt của Windows nhé. Thì các bạn sẽ khởi động lại máy tính cho mình. Đó, các bạn sẽ khởi động lại máy tính cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ bấm vào đây cho mình này. Bấm vào đây này. Bấm vào restart nhé, để chúng ta khởi động lại máy tính. Ok, máy tính của mình đã khởi động lên rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt lại driver USBDK này. Mình sẽ mở lưu folder ra. Các bạn chú ý cho mình là mỗi khi mà chúng ta khởi động lại máy tính đấy là các bạn phải kiểm tra lại cho mình là cái phần mềm diệt virus nó có tự bật lên hay không. Đây này các bạn để ý này, nó tự bật này, real time protection này. Các bạn phải off đi cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào lưu folder này. Sau đó là các bạn sẽ cài đặt lại cho mình cái driver USBDK này. Ok, các bạn để ý nhá. Ở đây nó có một cái thông báo là USBDK của chúng ta đã cài đặt thành công này. Vui lòng restart your computer to complete the installation này. Tức là vui lòng khởi động lại máy tính để hoàn tất cái quá trình chúng ta cài đặt nhé. Các bạn phải hiện lên cái thông báo như này thì chúng ta cài đặt cái driver USBDK này mới là đúng cách nhé. Nếu mà nó không hiện lên cái bảng như này thì chứng tỏ là các bạn cài đặt chưa ok. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm ok cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ khởi động lại máy tính cho mình nhé. Đây các bạn sẽ bấm vào là power này, bấm vào restart này, đó. Ok, máy tính của mình đã khởi động lên rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ jailbreak lại để coi. Đó, mình sẽ mở lại WinZen 2.0 này. Rồi, mình sẽ jailbreak theo hình thức là root full này. Mình sẽ tích chọn create fake fs nhé. Rồi mình sẽ bấm next này. Đó, iPhone của mình thì nó đang ở cái màn hình bình thường nhé. Mình sẽ bấm vào ok này. Rồi nó sẽ đưa vào chế độ recovery mode nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành jailbreak này. Đó. Mình cứ làm theo từng bước như này thôi. Mình sẽ kích vào start này. Ngay lập tức mình bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này. Rồi. Đến bước 3 các bạn nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ giảm âm lượng này. Khi nào nó chạy cái thanh ở đây thì mình sẽ nhả tất cả ngón tay ra. Đó, các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Đó,
Đó, các bạn để ý ở đây nó vẫn hiện lỗi như này. Đó, thì các bạn sẽ chuyển sang cho mình, nếu mà không phải do driver đấy thì các bạn sẽ chuyển sang cho mình cái cách thứ hai là mình sẽ thử thay đổi một cái cáp khác nhé. Đó, mình sẽ thay đổi một cái cáp khác nhé. Đây, mình lấy một cái cáp khác để mình thay vào xem sao. iPhone của mình thì nó vẫn đang treo ở trong DFU nhé. Mình sẽ phải thoát chế độ DFU này ra. Đối với iPhone 8 này thì các bạn bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng, bấm giữ nguồn nhé. Bao giờ hiện lên logo thì các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Đó, tùy theo từng iPhone chúng ta thoát cái chế độ DFU ra cho phù hợp nhé. Đó, các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ jailbreak lại nhé. Mình bấm vào Done này. Và mình sẽ jailbreak root full này. Mình bấm Next này. Tốt nhất là các bạn nên bấm cho mình vào Fix Driver trước nhé. Và các bạn chú ý cho mình là cái tùy chọn USB DK này các bạn phải tích chọn vào nhé. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm Fix Driver này. Rồi các bạn sẽ bấm Next cho mình nhé. Để đưa nó vào trong chế độ Recovery. Rồi nó đã vào chế độ Recovery. Bây giờ thì mình sẽ jailbreak nhé. Các bạn kick start này. Ngay lập tức bấm giữ nguồn và giảm âm lượng. Nhảy bước 3 thì các bạn nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ giảm âm lượng. Nó chạy cái thanh đây thì mình sẽ nhả tất cả ngón tay ra nhé. Đó, các bạn nhả tất cả ngón tay ra. Rồi mình coi xem lần này có được hay không nhé. Đó, các bạn để ý ở đây nó vẫn bị lỗi này. Như vậy là cũng không phải do cáp rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm cái cách thứ ba. Đó là các bạn sẽ thay đổi cho mình cái cổng cắm USB ở trên máy tính cho mình nhé. Ở đây mình đang cắm ở cái cổng ở phía trên đây. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cắm một cái cổng USB khác ở phía đằng sau cây nhé. Đó, mình đã chuyển sang cắm ở đằng sau cây rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ lại thoát chế độ DFU ra và mình thử lại nhé. Tăng âm lượng, giảm âm lượng, bấm giữ nguồn này. Các bạn để ý nhá, nó hiện lên logo thì chúng ta sẽ nhả tất cả ngón tay ra. Đó. Rồi, như vậy là điện thoại của mình đã khởi động lên rồi. Và WinZen nó cũng đã nhận ra iPhone của mình rồi nhá. Các bạn sẽ bấm cho mình vào là Done này. Sau đó là các bạn lại lên để ý cho mình là cái USB DK này các bạn phải tích chọn như này. Và bấm vào Fix Driver. Đó, mỗi khi mà chúng ta jailbreak thì các bạn nên bấm vào Fix Driver nhé. Rồi, mình lại chọn vào Root Full. Và tích chọn vào Create Fix FS rồi. Mình sẽ bấm Next này để đưa nó vào trong chế độ Recovery nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ jailbreak lại để coi xem lần này nó có thành công hay không nhé. Đó, mình sẽ bấm vào Start này, ngay lập tức bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này. Nhảy bước 3 thì các bạn nhả nguồn ra nhưng mà vẫn bấm giữ giảm âm lượng này. Rồi các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Đó, xem lần này còn bị lỗi hay không nhé. Đó, các bạn để ý này, nó qua cái chỗ cái lỗi vừa nãy rồi. Đôi khi có những bạn thì nó sẽ bị lỗi ở chỗ là checking này nhá. Hoặc có những bạn thì lại bị lỗi ở chỗ là booting. Đó. Đây các bạn để ý nha, như này là nó ô đăng rồi này. Đó. Thì chúng ta bị cái lỗi này chủ yếu là một trong ba cái trường hợp mà mình đã chia sẻ với các bạn nhé. Thì các bạn cứ thử cho mình lần lượt ba cái bước như vậy. Như vậy là các bạn chỉ cần thực hiện tiếp cái quá trình jailbreak thôi nhé. Đó, thì mình cũng đã chia sẻ các cái video jailbreak rồi. Các bạn làm theo thôi. Còn cái video này thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cách khắc phục cái lỗi mà chúng ta bị cái lỗi là USB DK đấy nhé. Thì các bạn cứ làm theo từng bước, ba cái bước như video này của mình thì chúng ta sẽ khắc phục được nhé. Đó, rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.